Con mượt mày con nói không mềm được, không cần phải để tiêu đề tí nữa về nhà lúc nào. Vâng, chào toàn thể bà con nhé. Anh chị em chúng tôi đang cùng với lại gia đình của Nguyễn Thị Tâm đi ra phường để yêu cầu công an phường Dương Nội là phải làm đúng pháp luật với trường hợp mà hôm qua bắt cóc Nguyễn Thị Tâm và vào khám nhà Nguyễn Thị Tâm vô pháp. Xin cộng đồng mạng chia sẻ giúp để đòi lại cái công lý oan sai cho Nguyễn Thị Tâm. Bỏ ra cho nó đỡ lặng đầu. Đây bác bỏ xe cho. Bỏ xe. Mũ lạnh. Chưa được à? Chưa, đang đợi làm khu vực. Chào tất cả cán bộ, chào tất cả bà con. Đại diện của gia đình là ông Việt và cháu Huy. Đến giờ phút này họ chưa nhận được bất kỳ một thông báo nào của cơ quan công an nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc bắt giữ hay là khám nhà gia đình Nguyễn Thị Tâm. Cho nên là hôm nay là ông Thiệp, cháu Mai, cháu Huy cùng chúng tôi đến cơ quan công an địa phương sở tại để đề nghị cơ quan công an giải thích về việc này và trao lại cho gia đình những cái văn bản như là lệnh bắt, lệnh khám nhà theo đúng quy định pháp luật. Công an người ta làm chắc chắn có lệnh, nhưng hôm qua cả bên tòa án cục khác người đi chứ không phải không có cái sự việc thì cái mới, việc tôi xin phép từ mới như thế thì cái gì thì cứ về từ từ thì sau bên người ta sẽ thông báo về gia đình, còn bây giờ trước mắt thì bên công an phường không thể đứng được giải quyết cho chị những việc như thế. Tôi xin các lời như thế này: nếu chúng tôi ra đây vào ngày hôm qua thì bảo chưa đủ 24 tiếng. Chúng tôi không thể trả lời. Vậy là cơ quan công an phường không có trách nhiệm với cơ quan công an phường phủ nhận cái trách nhiệm, bắt giữ của cơ quan phủ nhận trách nhiệm. Thế thì khi là cái vụ việc bắt giữ ra ngoài đi, còn để một hai người các bạn. Không, chúng tôi là công dân, chúng tôi có quyền lên tiếng về một vụ việc liên quan đến cái việc không để chúng tôi còn tiếp dân tiếp công dân nên chúng tôi là anh giải quyết xong cái vụ nhà ông Điệp đi. Những người cũng đang lưu ý anh trả lời vụ việc xong nhà ông Điệp cho chúng tôi nghe. Trong đây chúng tôi chỉ có một câu nói. Tôi nói với anh này này. Ở đây đang có mỗi một mình tôi nói. Để cho anh Trung nói đi, anh Trung nói đi. Chị Hoa không nói nha. Không ai được nói gì nhá. Người chị ra yêu cầu tất cả ra ngoài đi. Ra bảo Bình mở khóa lấy cho anh quyển hiến pháp vào đây. Đứng ơi. Đứng. Ra bảo Bình lấy cho anh quyển hiến Lại. Vì sao lại? Vì sao lại?
chứng kiến công an ăn cướp nhá. Mẹ đã báo cáo sự cố. Ấy hộ cái này kìa. Này. Ai gây rối? Ai gây rối? Chính công an là những người đang gây rối. Chính công an phường Dương Nội là những người đang gây rối. Tôn trọng thì phải làm đúng pháp luật. Gây rối như thế à? Vô pháp như thế à? Vô pháp như thế à? Thể hiện quyền lực, thể hiện vô pháp. Công an chị à? Công an chị như thế à? Công an cướp như thế à? Cứ thì mày nói thử tên hơn bằng tao ra. Công an chị à? Công an cướp à? Cái thủ gian chưa nói gì. Ừ. Chứng tưởng mày trật tự nó lại ẩn như thế à? Mày ẩn sao từ giờ là mày ẩn? Tao nhìn thấy. Tao nhìn thấy mày ẩn bà Thúy. Tao nhìn thấy thằng béo mày ẩn bà Thúy nhá. Ừ. Thằng Đông ẩn, thằng Quang béo ẩn. Bây giờ đang nóng bỏng như thế này, có thể chúng mày nhỡ đâu chúng mày đánh chết bà Tâm thì sao? 26, 20, 30 tiếng đồng hồ rồi. 26, 30 tiếng đồng hồ rồi. Không có lệnh về. Tại sao chúng tao không có quyền giám sát? Tại sao chúng tao không có quyền hỏi? Phường á mình nên chờ trên trước. Chúng mày thể hiện những con người vô văn hóa. Chúng mày thể hiện những con người vô pháp luật. Chúng nó phối hợp với công an phường thì mày bắt cóc được con chứ. Còn nếu không phối hợp mày cho công an phường thì bắt làm sao? Chúng mày vô văn hóa, chúng mày vô pháp luật như thế à? Mẹ quen cái trói lấy thịt đè người, gớm thật. Chúng mày lấy quyền lực để chúng mày đè lén người khác à? Người ta chỉ chúng mày bao ta lấy quyền để chúng mày đè lén trước người dân như thế à? Đây chỉ nói chửi nha, chỉ có nói là quyền ha. Tao đang lên à? Xô đẩy người dân như thế à? Chúng mày xô đẩy người dân như thế à? Bố mày vừa bị tím sườn rồi. Bố mày vừa bị tím sườn. Thôi, như thế là đủ hiểu rồi, cái lũ vô pháp rồi. Không, thế là đủ hiểu rồi, chối bỏ trách nhiệm nhá. Thôi phát. Quý bạn đang theo dõi như này. Qua cái việc chúng tôi ra ủy và ra công an phường Dương Nội để yêu cầu. Thế này là đủ biết rồi, chúng đó hôm qua cướp người bắt cóc người. Đấy. Đây bắt cóc người. Dấu vết với cái việc bắt cóc chị Nguyễn Thị Tâm. Đấy. Nhưng ta báo cho chúng mày biết là có camera ghi rõ nhá. Có người quay rồi nhá, gửi cho chúng ta clip rồi. Đây, tới chúng mình đi về. Đi về, thế là đủ hiểu rồi. Như thế là đủ hiểu rồi. Đấy, bà con chứng kiến nha. Bà con cộng đồng mạng chứng kiến nha. Một cái công an phường đấy, một đàn, một lũ nó vô pháp như thế đấy. Nó đàn áp người dân như thế đấy. Bà con cộng đồng chứng kiến nhá. Sau 26 tiếng, 28 tiếng đồng hồ bắt người, hỏi về lệnh bắt thì được trả lời bằng một việc đưa một lực lượng ra là đánh dân nhá. 20-30 thằng công an kia kìa. Nó đàn áp dân kia kìa. Chúng mày vô pháp như thế à? Chúng tao đang ra để đòi hỏi. Chúng mày phải xử lý đúng pháp luật với chị Tâm. Tại sao chúng mày vô pháp như thế? Mẹ chúng mày chứ. Chúng mày cứ hành hung với dân đi. Chúng mày cứ gian ác với dân đi. Rồi chúng mày sẽ phải trả giá. Mẹ chúng mày. Lũ. Một đàn một lũ chúng mày. Rồi, thôi xin chào tất cả bà con. Hôm nay chúng tôi cái livestream của chúng tôi cũng chỉ đến đây thôi ạ. Để thể hiện là cho bà con rõ là một lũ cướp mà đội lốt công an. Bà con chứng kiến đấy và bà con nhờ bà con chia sẻ giúp chị em chúng tôi cái clip này để phản ánh lên cộng đồng mạng để cho cộng đồng mạng cả nước, cả thế giới biết được cái việc làm vô pháp của các cấp chính quyền. Vâng, xin chào bà con và hẹn gặp lại ạ.